Xin chào anh em thích bật lửa đẹp và anh em thích đu Đây là pông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đã có rất là nhiều anh em mua đu pông ở Đề Bà Shop và không có mình ra đu pông, và anh em đặt câu hỏi rất là nhiều. Hôm nay Đề Bà Shop sẽ hướng dẫn anh em bơm ga từ một bình ga thường vào một chiếc bật lửa đu pông anh em nhé. Anh em chuẩn bị cho Đề Bà Shop một cái bình ga như thế này. Cái bình ga này thì anh em có thể mua ở bất cứ cái shop nào có bán bật lửa hoặc là xe hàng rong. Anh em chú ý nhé. Cái bình ga ở trên nắp mình có như thế này. Đấy. Đấy. Em chú ý mua đúng bình ga như thế này nhá. Sau đó thì anh em để ý là cái nắp này có những cái lỗ này. Ở đây dưới này thì mình sẽ có là đây là các chân ga van bơm ga tương thích với lại các dòng bật lửa khác nhau. Mình sẽ chọn đúng cái van với lại đu pông. Ở đây thì mình có một cái van của đu pông đây này. Đấy, van của đu pông đây nhá anh em nhá. Mình sẽ bẻ nó ra. Đấy, em bẻ cái này ra nhá. Đấy. Sau khi bẻ ra thì mình được một cái van như thế này. Đấy. Đấy. Anh em sẽ lắp cái van này vào cái bình ga này nhá. Anh em ký mạnh xuống. Đấy. Ở đây thì mình có một cái đu pông này. Đấy. Đây mình có một cái đu pông. Cái sản phẩm đu pông này thì bên Đề Bà Shop mình đang bán với giá là 550.000 đồng anh em nhá. Tiếng kêu rất là hay, đấy. Rất là thích. Mình có một cái sản phẩm đu pông. Cái phụ kiện của đu pông anh em cũng có thể mua tại Đề Bà Shop nhé. Như ví dụ như bánh xe này, đá này, và ga. Mình sẽ hướng dẫn bơm này. Ở đây thì mình sẽ có một cái cổng. Anh em bạn con ốc này ra. Để mình để lộ ra cái cổng van bơm ga. Đây. Mày Phương mà Phương gửi không? Em gì? Đó. Anh em dí nhả nhá. Sau đó thì mình lại đậy nó lại. Đấy. Anh em yên tâm hoàn toàn có thể sử dụng đu pông mà không cần đến bình ga riêng dành cho đu pông nhá. Cái sản phẩm đu pông kêu rất là hay. Đấy, sản phẩm này thì Đề Bà Shop mình đang bán với giá là 550.000 đồng nhé. Anh em nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Đề Bà Shop sẽ liên hệ giao hàng cho em trên toàn quốc. Cảm ơn anh em rất là nhiều.